Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở góc ngã ba đường Phạm Hữu Thứ, đường Bình Tiên. Và ngay chỗ chợ Bình Tiên ha, ngay đó là chợ Bình Tiên trong đó ha. Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà một trệt và hai lầu nằm ở trong hẻm bên trong này ha. Ở đây là ngay chỗ chiếc xe màu đỏ chạy nằm phía bên trong đó là chợ Bình Tiên ha. Còn hướng đây thì thẳng đằng kia là chợ Minh Phụng, và về cầu vượt cây gõ rẽ phải là cái chủ khu vực chợ lớn. Còn cái hướng này nè, mình ra đây đầu đường đây là đường Văn Thân, Phạm Hữu Thứ và đường Võ Văn Kiệt ha. Thì Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn một căn nhà. Căn nhà này thuộc hẻm 279 đường Bình Tiên, nhưng mà mình đi vào là hẻm 247 thì nó sẽ dễ hơn ha. Hẻm 247 là hẻm chùa Bồ Đề Lăng Nhã ha. Chùa Bồ Đề Lăng Nhã nha. Đây hẻm 247 ha. Đầu đường là có cái tạp hóa, hai bên là có hai cái tạp hóa nè. Ở hai bên là có hai cái tạp hóa ha. Như vậy là mình có thể đi vào xe máy, mình đi vào trong nhà là bằng hẻm 279. Còn mình đó, đi nếu mà đi xe ba gác, xe ô tô nhỏ, taxi nhỏ thì mình sẽ đi vào hẻm 247 nè. 247 đường Bình Tiên ha, phường 8 quận 6 nha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại là ngay chỗ đó là chợ Bình Tiên ha cô chú chị. Ngã ba đường Phạm Hữu Thứ với đường Bình Tiên. Cái đường lớn lớn đằng kia là đường Phan Văn Khỏe nha. Rồi bây giờ Vũ Hồng sẽ đi vào trong đây ha cô chú anh chị. Đi vô con hẻm trong đây nha. Là hẻm này là hẻm chùa Bồ Đề Lăng Nhã ha. Khu vực quận 6 này thì mọi người cũng không có xa lạ gì ha cô chú anh chị. Đường này là cái đường nhựa nha cô chú anh chị. Đó, đường này là cái đường nhựa, hẻm mà là đường nhựa nha. Mình đi thẳng qua bên kia là gặp hẻm, bên kia là gặp hẻm 279. Mình đang đi hẻm này là hẻm 247 ha. Mình thẳng, mình đi thẳng qua bên kia là qua Lò Gốm nha. Rồi tới cái ngã ba là mình rẽ phải ha. Đó. Ngoài kia là cái cổng ha. Đó cô chú anh chị bạn nhìn ha, cái cổng để chùa Bồ Đề Lăng Nhã ha. Rồi mình đi vô tiếp đây, ở bên tay phải nè. Hẻm này hẻm lớn ha cô chú anh chị. Căn nhà của mình địa chỉ là 279/21A. Tổ 64. Đường này là đường Bình Tiên, phường 8 quận 6 ha. Rồi khu vực là nhà cao lầu không nghe cô chú anh chị. Đó, khu vực này là nhà cao lầu không ha, hẻm rộng nha. Hẻm kia rất lớn luôn á, đi ra cái hẻm là chùa Lăng Nhã là hẻm nhựa, vô gần tới đây luôn á, xe ba gác vô trong đây được luôn nghe cô chú anh chị. Và đây là cái hẻm, hẻm này là hẻm 79 nè, 279 nè. Mình đi thẳng là ra tới, nhưng mà hẻm này nó hơi nhỏ. Rồi đây là đi thẳng bên kia là hẻm Lò Gốm ha. Rồi qua hẻm Lò Gốm ha cô chú anh chị. Rồi đây là mình vô nhà nha. Căn mình nằm trong khu này có 6 căn thôi, mỗi bên 2 căn. Thì căn nhà mình là cái căn này nè, nhà cao lầu này nè cô chú anh chị. Đó, mưa quá nên Vũ Hồng xỉa camera lên nó bị dằn nước ha. Ngang là gần 4m và chiều dài là 8m. Ở đoạn giữa là nở phình bụng ra 4m55 và đoạn cuối là 4m1 ha, nở hậu nha. Đầu 4m, nở đuôi là 4m1. Hẻm trước nhà là khoảng 3m rưỡi ha. Rồi, căn mình là căn trong cùng ha, bên tay phải. Trong hẻm mé bên đây thì chỉ có 6 căn thôi. Ở nhà mình đây ha. Nhà một trệt với hai lầu ha, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có hoàn công đầy đủ luôn nha. 279/21 ha. Đó.
Thì nhà mình hiện tại thì cao hẻm khoảng 4 tấc ha cô chú anh chị. Ở đây thì đi chợ bộ ra chợ Bình Tiên được nha. Hẻm này là mình đi hẻm chùa Bồ Đề Lăng Nhã là đi hẻm rộng, hẻm xe ba gác đi vô được ha. Cửa là chủ nhà sử dụng là cửa sắt bốn cánh với kính ha. Và tường nhà là được chủ nhà ốp đá kiến cao lên đến trần luôn nha. Trần thì đèn trần giật trần thạch cao, đèn led trang trí. Đó, cái khung này thì cái phần nở nở bụng ở giữa này là chủ nhà làm cái tủ chứa đồ. Cầu thang thì được set up ở giữa. Và bên đây thì ở bên đây thì chủ nhà là ốp đá cao lên đến trần luôn, có camera giám sát ha. Và mái nhà phía ngoài ở trên là làm mái ngói và dưới này là bằng tấm sáng poly tấm sáng ha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng và đã được hoàn công rồi nha. Chủ quyền hồng và đã hoàn công rồi luôn ha. Rồi cầu thang thì được đặt ở giữa và cầu thang ta vịn bằng inox 304 và mặt cầu thang là bằng đá hoa cương ha. Trong đây thì có cái tủ, đó cái phần nở bụng ra trong đây nè. Đó, chủ nhà làm cái tủ ha. Đó, cái tủ là để mình chứa đồ rồi ha. Trong đây làm cái kho chứa đồ dưới chân cầu thang. Thì ở đây nhà mình là được chủ nhà ốp toàn bộ từ dưới lên trên bằng đá hết luôn đó, từ dưới lên trên rồi nha cô chú, gạch đá nè. Đó, giúp con người nhà mình rất là sáng bóng sạch sẽ ha. Và tủ bếp trên là chủ làm rồi nha, tủ bếp dưới cũng làm sẵn rồi ha. Mặt bếp là đá hoa cương và bên trong là kính cường lực màu ha. Vị trí lắp máy giặt, tủ lạnh đồ có sẵn hết rồi, chủ đi nguồn sẵn hết rồi ha cô chú anh chị. Ở phía sau đây bên trái này là cái không gian nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh thì cũng được dán tường cao lên 1m8 rồi ha. Chậu rửa inox 304. Đó, bếp trên ha. Ở trên đây có cái kho chứa đồ nè. Cô chú anh chị bạn thích thì mình để giày không, mình làm cái đồ kéo lại cũng được ha. Và đèn đây là toàn bộ đèn led âm trần hết luôn nha. Rồi mời mình ngắm lại cái không gian của dưới trệt nhà mình. Vũ Hồng xin nhắc lại, phía trước là gần 4 mét. Và ở giữa là nở cái bụng ra là 4 mét rưỡi. Và ở sau cùng là 4m1, nhà mình ở hậu phía sau nha cô chú anh chị. Và nhà thì có kết cấu một trệt với hai lầu ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review lên trên cho cô chú anh chị bạn xem ha. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây nha, lệch sang hướng Nam một ít thôi. Lệch sang hướng Nam một ít, nhưng mà vẫn là tránh Tây ha, lệch sang Nam chỉ ít thôi. Rồi cầu thang thì tay vịn bằng inox 304, mặt đi bằng đá hoa cương. Và bên trong này chủ có làm những cái ô mình để đồ trang trí ha, cho đẹp ha, đẹp ha. Và ở phía trên nhà vệ sinh đó là chủ nhà có làm một cái khoảng trống để mình chứa những cái đồ vật dụng mình ít xài, ví dụ như lò nướng đồ ha, loa đồ để trên đây. Nếu cô chú chị bạn muốn nó gọn hơn chút nữa là mình sẽ làm một cái vách ngăn, còn không thì để giày vẫn được ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà địa chỉ 279/21C đường Bình Tiên, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, tổ 64. Căn nhà mình có hướng chính là hướng Tây ha. Cô chú anh chị bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Bây giờ Vũ Hồng đang có mặt ở lầu 1 của căn nhà mình, tầng 2 lầu 1 ha. Thì nhà mình thì cái nhà vệ sinh thiết kế ở giữa để sử dụng chung cho phòng trước với phòng sau. Và nhà vệ sinh thì cũng được dán tường cao 1m8 và sử dụng máy nước nóng trực tiếp Ariston. Ở phía trước một phòng và ở phía sau một phòng ha. Bây giờ mình tham quan cái phòng phía trước nha.
Phòng phía trước thì có đèn ngủ, đèn màu, quạt, máy lạnh. Có một cửa sổ lớn. Một cửa sổ lớn có màn rèm đầy đủ hết rồi nha, dĩ nhiên là có màn rèm rồi. Và một cái cửa nhìn ra phía bên ba ban công. Đó, tường nhà thì cao ráo, rất là cao luôn ha. Nhà thì đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép ha. Và đây là cái khoảng không gian ở phía trước, cái ban công phía trước nhà mình đây. Thôi để chút xíu Vũ Hồng lên trên lầu, Vũ Hồng sẽ mở trên lầu 2 cho cô chú chị bạn xem ha. Để mình mở dưới đây nó dài quá thì cái clip rồi dưới lầu 1 này cũng nó cũng giống như trên lầu 2. Thì để chút xíu Vũ Hồng lên trên, Vũ Hồng mở bên phía trên cho cô chú chị bạn xem ha. Đó, đây đúc bê tông cốt thép thật nha cô chú anh chị. Đúc toàn bộ là bê tông cốt thép hết luôn. Đó. Dĩ nhiên là ở đây là có một cái đấy là một cái cửa sổ ha. Đó, cửa sổ có song sắt bảo vệ luôn nha. Đó. Rồi. Mình đi ra phòng phía sau ha cô chú anh chị. Dĩ nhiên là ở trên cái nhà vệ sinh là còn khoảng trống ha. Mình có thể làm cái kho trên đây được nha. Rồi, mình ra phòng phía sau. Đây là phòng phía sau của nhà mình nè. Đó, phòng phía sau đây ha. Phòng phía sau thì có một cái cửa sổ. Đó. Và phòng phía sau thì chủ nhà không có sử dụng để ngủ mà chỉ để đồ thôi cô chú anh chị. Đó, chỉ để đồ thôi ha. Nói chung là nhà còn rất sạch, rất mới luôn ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình nở hậu phía sau nha. Ở giữa là nở bụng ra là 4,5 m. Và phía sau là nở hậu ra 4,1 m. Chiều dài là 8 m nha cô chú anh chị. Diện tích đất được công nhận là 33,1 m. Và diện tích hoàn công á, diện tích hoàn công á là 90 m nha cô chú anh chị. Đó, mỗi một tầng này có 2 phòng ngủ ha. Dĩ nhiên là cầu thang thì được đặt ở giữa để làm phòng trước với phòng sau ha. Thì tay vịn cầu thang thì bằng inox 304. Rồi. Và mặt đi là bằng đá hoa cương ha, đá đen ha, dán mặt trong mặt trên luôn nha cô chú anh chị. Nhà thì còn rất mới luôn, đèn cầu thang 2 chiều. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình ủng hộ Vũ Hồng bằng cách đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Xem trong quá trình xem thì bấm like ủng hộ Vũ Hồng ha. Và Vũ Hồng đang có mặt ở lầu 2. Lầu 2 là tầng 3 cô chú anh chị. Cũng giống như dưới tầng 1 thì cái nhà vệ sinh thì được lắp đặt ở giữa ha, lắp đặt ở giữa cũng có máy nước nóng trực tiếp rồi luôn nha. Rồi bây giờ Vũ Hồng quay phòng phía sau trước, ở dưới Vũ Hồng quay phòng phía trước trước cho Vũ Hồng này, Vũ Hồng quay phòng phía sau ha. Do nhà không có ngủ ở đây phòng này nên chủ nhà cũng để chứa đồ thôi ha. Nhà trần thì rất cao ráo, phía sau thì có thêm một cái cửa sổ nhìn ra phía sau. Do ở phía sau ở nhà mình là cao hơn những căn nhà khác. Nên phía sau lưng này là mình mở một cái cửa sổ. Ha. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn ha. Và cô chú anh chị bạn nhìn thấy không, ngay chỗ điện máy xanh đó là mặt tiền đường Bình Tiên. Mặt tiền đường Bình Tiên. Ngay chỗ đó có đường Phạm Hữu Thứ. Ngay chỗ ngân hàng Á Châu nè. Cô chú anh chị bạn thấy không? Đó, ngân hàng Á Châu với chỗ điện máy xanh đó, thì ngay đó là đường ngã ba đường Phạm Hữu Thứ. Phạm Hữu Thứ thì có chợ Bình Tiên ngay chỗ đó ha. Đây mình đi ra chợ Bình Tiên sát bên luôn nha cô chú anh chị. Mình rẽ trái thì tới chợ Minh Phụng. Và mình đi rẽ trái cho mình rẽ phải là qua ngay khu vực chợ lớn Hậu Giang, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên. Rồi những căn nhà phía sau lưng nhà mình là những căn nhà thấp hơn nhà mình hết ha.
nên nhà mình có cửa sổ này, mở cái cửa sổ ra gió rất là thoáng và mát nha cô chú anh chị, rất thoáng và mát luôn ha. Hả, nhà thì đúc bê tông cốt thép đúc thật nha cô chú anh chị, sổ hồng hoàn công đầy đủ ha. Xin nhắc lại là diện tích đất được công nhận là 31,1 m và diện tích hoàn công á, là được 90 m nha cô chú anh chị. Và đây là không gian cầu thang nhìn từ phía trên xuống dưới nè cô chú anh chị, cầu thang đúc bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Ở đây thì cái máy trên này là phần máy chia thang này là máy đúc luôn ha, à, máy đúc luôn nè. Mình có thể làm thêm cái sân thượng bên phía trên, mình có thể làm thêm cái sân thượng phía trên ha, do máy mình mà máy đúc nha, mình có thể làm cái sân thượng phía trên để cho làm cái sân thượng nhỏ phơi đồ rồi cũng được nha. Như vậy hiện tại nhà mình đang có 4 phòng ngủ ha cô chú anh chị, 3 nhà vệ sinh và 4 phòng ngủ ha. Và hồi nãy Vũ Hồng không có quay ở dưới lầu 1 thì bây giờ Vũ Hồng sẽ quay lên trên lầu 2 ha, cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đây lầu 2 nè, cái cửa sổ phía ngoài nhà mình nè. Đây là cái ban công phía ngoài ha. Và bên đây là có một cái cửa sổ rồi ha. Cửa sổ hồi nãy, cửa sổ kia Vũ Hồng đã quay rồi ha. Rồi nhà là đúc bê tông cốt thép kiên cố nha. Bên đây là đường lò gốm. Đó. Thì nhà mình nằm ở hẻm thông lò gốm thông qua đường Bình Tiên, gần ngay chợ Bình Tiên luôn ha. Đó, nhà mình thì xây hết diện tích luôn nha. Và phía ngoài này thì chủ nhà ốp cái mái ngói lên trên chứa phía trước mấy cái cầu thang ha. À, mấy cái cửa sổ ha. À, đây phía dưới nhà mình nè. Đó, đây là chủ nhà ốp mấy cái mái ngói nè ha. Mái này bằng ngói nha. Rồi. Cái hướng này mình đi thẳng ra đó, rẽ trái là ra tới chợ Bình Tiên ha cô chú anh chị. Còn rẽ phải thì mình ra đường Lò Gốm ha. Ở đây là phường 4 quận. Ở đây là phường 8 quận 6 ha. Tổ 64 cô chú anh chị. Mình đi vào hẻm lên đây là hẻm 279 cũng được. Và hẻm bên kia là hẻm 80, hẻm 247 cũng được luôn ha. Rồi mình nhìn lại khu vực xung quanh nhà mình một lần ha. Là cao gần như hết trước, cao hết, cao hơn hết các nhà khác ở khu vực này nha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ 279/21C đường Bình Tiên, tổ 64, phường 8 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là gần 4 m, nở hậu 4 m 1, bụng là 4 m 5. Nhà có kết cấu một trệt, hai lầu đúc và mái che thang đúc luôn. Nhà có giấy chủ quyền Hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Nhà có được hoàn công rồi, diện tích đất được công nhận là 31,1 m và diện sổ hồng. Diện tích xây dựng hoàn công là 90 m. Nhà có giấy chủ quyền Hồng hoàn công đầy đủ, hướng nhà là hướng Tây, là sang hướng Nam một ít. Nhà thì nằm gần chợ Bình Tiên. Rồi chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 3.900.000.000 là giá chốt bán luôn nha cô chú anh chị. Giá chốt bán luôn ha. Cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà này giá cả hợp lý, vị trí hợp lý thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Xà Thành với số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc ha. Rồi chủ nhà chỉ bán trong vòng 2 tháng thôi nha. Tháng không được thì chủ nhà không ngưng bán cô chú anh chị. Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video qua nhà lần sau.